Đố các bạn biết sắp tới ngày gì? Đúng rồi, sắp tới ngày Giáng sinh. Giáng sinh là ngày 24 và sáng ngày 25. Cho nên là hôm nay Thăng sẽ thực hiện một thử thách, đó là trèo lên, à không phải là trèo, nó trèo là không hay, gọi là thử thách chinh phục cái cây thông cao nhất trong cái thế giới rượu bò lộng. Ok, thì cây thông Giáng sinh nha. Thì bây giờ Thăng sẽ bắt đầu ngay đây các bạn ơi. Wow, đố các bạn biết Thắng đang ở đâu đây? Tất nhiên là Thắng đang ở Bắc Cực rồi. Và các bạn nhìn lên quang cảnh xung quanh của Thắng, phải nói là đậm chất Giáng sinh luôn các bạn ơi. Có những cái cây cây kẹo này và những cái cây thông đầy quả nhiều cái đèn này. Nói chung là bây giờ phải thực hiện thử thách của nhảy qua đây. Mà không biết đi xuống băng này có bị làm sao không ta? À chắc không sao đâu, nhưng mà Thắng thích nhảy, Thắng cứ nhảy thôi. À có một bạn chơi cùng Thắng rồi. Wow, khiếp, cái cánh cổng này không biết là dân Thắng tới đâu nhưng mà nhìn nó đẹp ơi là đẹp này, nó có màu sắc thì nhiều màu sắc này, màu xanh lá cây rồi màu trắng màu đỏ. Nói chung là có cứ nghĩ đến Giáng sinh thì là Thắng sẽ nghĩ đến màu đỏ với cả màu trắng này, màu xanh lá cây này, đó ba màu. Màu xanh lá cây là của cây thông vậy. Sao bạn nữa kia, Thắng vừa mới kịp nhìn thấy bạn đấy thôi mà bạn ấy đã bị toi mạng rồi nè. Ế cứ chạm vào cái thanh vuông đấy, cái hình vuông thì chặt toi mạng, phải nhảy qua mấy cái khu... Trời ơi, cũng không được chạm vào mấy cái kiểu màu xanh da trời sẫm đậm này nha. Phải nhảy qua những cái lát gỗ này này các bạn nè. Rồi đấy, cái bạn nữ kia thông minh thì đấy, thông minh giống Thắng rồi đấy. Nhảy qua em ơi, đúng rồi, nhảy lên em ơi, đi qua cái cánh cửa này. Wow, hình như mặt bạn ấy xăm sao ấy. Mà Thắng chơi Roblox chả thấy các bạn nào kết bạn với Thắng gì. Thắng là bảo là nick của Thắng là Thắng săn TT rồi. Các bạn vào tìm kiếm sau các bạn ấn kết bạn với Thắng nhá. À nhìn này, chỗ này là như kiểu là Thắng đang ở nhà của ông già Noel sao ấy, băng truyền quà. Nhưng mà các bạn vừa thấy quà nó cứ rơi xuống cái chỗ lava này, cái chỗ dung nham này này. Yeah, qua rồi. Bây giờ Thắng sẽ đi tới cái băng truyền quà này nhá. Không biết kiểu gì nó cũng trôi lại đấy, biết ngay mà kiểu gì nó cũng kiểu ôi trời ơi. Thắng lại nhảy đúng vào cái kiểu như là cái ống khói này, Thắng rơi xuống tận đầu ấy. Nhảy lên, ok, nhảy lên tiếp nào, nhảy lên tiếp nào, nhảy tiếp lên nào. Rồi, ui, may quá, nhảy lên nha. Không phải là các bạn trôi theo cái băng chuyền đâu. Các bạn mà trôi theo băng chuyền là các bạn sẽ bị rơi xuống cái chỗ lava này đó. Nên là các bạn phải nhảy, nhảy, vươn ngược lại. Trời ơi, vươn ngược lại mà mãi không chạy được luôn, mãi không đi luôn, mãi không tới. Ui, nhảy qua hộp quà này, Thắng chỉ sợ lát hộp quà của người khác thôi. Như kiểu hôm nay Thắng đang ở nhà của ông già Noel ấy, bởi vì có băng chuyển quà này sẽ đi ra cái xe con tuần lộc để ông già Noel đi phát quà. Ok, mở cái cánh cửa đấy ra. Wow, cứ đằng sau cái cánh cửa là sẽ có một cái màu gì đó. Đó, ui dồi ôi, sao ở Bắc Cực này mà có nhiều lava, nhiều dung nham đấy nhở. Ui, có cái chú kia bị rơi xuống dung nham rồi kìa. Ôi em, mà trước mặt Thắng là mấy cái bộ đồ chơi kiểu như là bộ đồ chơi Lego này. Ơi sợ ơi, không sao. Nên là Thắng sẽ phải đứng im, Thắng này hết bình tĩnh mới được các bạn. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì Thắng định ra Thắng cứu lại cái chú hay là cái cô này. Nhưng mà Thắng thấy nguy hiểm quá, thế nên là Thắng quyết định Thắng không cứu nữa. Thắng sẽ chạy qua mấy cái bộ đồ chơi Lego này. Rồi, à mấy cái con quay xoay xoay này. Cái con này mà quay tít nừ luôn nè. Ui, mà nó cứ quay quay này thì Thắng nhận. Ui giời, may quá, vấn đề qua được. Ui giời ơi, kiểu như nó quay nhanh như này nó vẫn đỡ được Thắng luôn. Không biết ông nào xếp bài đây mà nhìn. May quá là bài giả chứ là bài thật, nó gãy xuống là Thắng cũng sụp xuống đấy rồi. Ui, ông già Noel này. Ok, trèo qua mấy cái này kiểu như là mấy cái thanh kẹo mút đi chứ không phải là mấy cái gậy trống đâu nha. Thắng nhớ không nhầm thì nó là cái thanh kẹo mút. Nhưng mà Thắng vẫn chưa ăn cái kẹo nào mà hình dáng như... Ôi trời ơi, vừa bảo là chưa ăn cái kẹo nào hình dáng như thế thì mà Thắng chạm vào ngay. Không sao, lần này Thắng sẽ nhảy qua. Đó, các bạn cho camera cao lên là các bạn sẽ nhảy được qua thôi. Đó, ui. Ui dạ ơi, qua luôn. Rồi, cái phòng này là nó chẳng có cái gì. Ui, à, cứ đằng sau cái cánh cửa này là sẽ có màu hồng. Wow, các bạn ơi, bên dưới này như kiểu là biến gì đấy. À, kiểu là biến kẹo này. Rồi Thắng biết mấy cái này nha. Mấy cái này kiểu là mấy kẹo bóng này, kẹo bóng này. Nhưng mà nhìn nó giống như kiểu là mấy cái con sâu nhộng nhộng ấy. Mọi người, nó có nhiều màu sắc nhìn đẹp phết đây. Chỗ này như kiểu là chỗ kem kem sao mà nhìn chỗ nào cũng kiểu toàn màu hồng luôn. Vào chạm đây.
À, mấy cái thanh sô-cô-la nhá. Mấy cái miếng bánh này. Cái miếng bánh sinh nhật. Ok, wow, thằng nhảy xa ơi sao. Nhưng may quá thằng vẫn chạm được vào cái chỗ đó. Rồi, nhảy lên. Ok, chỗ này lại thanh sô-cô-la tiếp này. Ok, các bạn ơi, đi thẳng nha. Wow, mấy cái thanh kẹo mút nó định đưa thằng đi đâu kia. Nhưng mà thôi, thằng sẽ không đi được ngay đâu. Thằng sẽ đi đường thẳng để tới cái đường xanh xanh kia. Thế cái chỗ này thì kiểu là cái gì mà nhìn nó cứ nhảy. Thế thằng đi phát, thằng mắc kẹt luôn. Thế thôi, thằng sẽ đi qua mấy cái kẹo mút này cho lạnh. Chạm vào nhớ nha. Nhớ, các bạn phải nhớ chạm cái vạch cái ô xanh kia để lưu mạng ấy. Nếu không là bạn thiệt mạng là các bạn lại chơi lại từ đầu là bạn ngu lắm các bạn đó. Rồi, cái thanh này nó sáng sáng này, thằng nhìn nó hơi bị mờ. Rồi, ok. Bây giờ lại đi tiếp cái thanh màu xanh này, đi tới cái cánh cửa kia. Thằng tiến. Vừng ơi, mở cửa ra. Ô, đằng sau cái cánh cửa này là cánh cửa màu đỏ. Cái cô mà sắp xếp quà cái gờ đã biến thành khổng lồ rồi. Và những món quà khổng lồ luôn. Sợ thế nhỉ, không biết trong những cái món quà khổng lồ này thì nó sẽ có cái gì. À mò, cái lơ của quà nó cũng đẹp nha các bạn nhỉ. Đó, à trời, rõ ràng thằng nhìn chuẩn rồi mà thằng này bị tụt xuống na. Kiểu gì không biết. Lấy đà lại nha. Chỉ qua. Ui may quá không bị tụt xuống. Rồi lúc này đã bị ở đoạn này bởi vì cái đoạn này quà nó xa hơn nhá. Ok, nhảy lên. À, thằng biết trong hộp quà là có cái gì nhá. Hộp quà là có đoàn tàu đồ chơi này. Ê, ngày xưa là thằng cũng có một bộ đồ chơi liên quan đến đoàn tàu siêu tốc này nhưng mà thằng cho ai mất rồi ấy. Ồ, mà cái đoàn tàu nó khổng lồ. Mà không biết thằng bị biến thành tí hon hay là cái đoàn tàu nó khổng lồ thế. Cái đoàn tàu nó to như thế thì thành tàu thật mất rồi. Ồ, thằng đang ở đâu đây? À, bên kia lại có đoàn tàu nữa kìa. Rồi đi xuống. Chỗ này thì có đông người hơn nha. Chỗ này có 3 người luôn. Ok, thì vai bạn này có một con khỉ này. Nhưng mà thằng không hỏi lại cho các bạn xem đâu. Bởi vì thằng đang vội lắm. Thằng phải về đích đầu tiên, thằng phải chinh phục cái đỉnh cây thông ấy đầu tiên mới được. Ê, hai bạn kia vẫn đứng ở kia luôn. Rồi đi qua cái quả này quá lúc xoáy. Rồi, let's go. Không biết là bây giờ nó sẽ dẫn thằng đi tới đâu nữa. Rồi, lúc nào cũng gặp cái cô mà chăm sóc cho ông già Noel này, cô chuẩn bị quà cho ông già Noel. Ui, mệt quá, quá. Thằng nhảy hết cỡ rồi đấy nhưng mà vẫn không qua được, thế là kiểu gì? Nhưng mà chỗ đấy người ta để hộp quà sai như thế thì làm sao mà thằng nhảy qua? À, các ơi, thằng biết rồi. Hóa ra đi qua cái vạch xanh xanh này là thằng sẽ chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn. Lúc đấy thằng không biết là thằng nhảy qua. Rồi, ui sao có nhiều bạn nữ thế nhở? Thằng để ý nha, từ lên giờ thằng chưa gặp một bạn nam nào luôn. Wow, phê quá, phê. Ui, trời. Vừa mới bảo phê quá xong thì thằng tỏng xuống đấy luôn. Lại. Đó. Có hai bạn nữ vẫn chưa qua được cái màn này luôn. Đó. Wow, phê ơi là phê luôn. Không phải đi qua cầu cả. Không phải đi qua cầu, mở cửa luôn. Chỗ này là ở đâu đây? Thành đấy đường ray nha. Có mũi tên chỉ đi thẳng nè. Cái mũi tên này đi chỉ thẳng đến. Wow. Hóa ra thằng bị ông già Loen ăn thịt nè. Chính xác luôn, nuôi thằng đoán cực kỳ là chính xác. Đây là nhà của ông già Loen. Nhưng mà ông già Loen này lại ăn thịt của thắng này. Ăn thịt thắng chứ không phải là ăn thịt của thắng. Ui, ông già Loen ăn thịt người luôn, ăn cả cái bàn lưỡi cơ. Ui, thế nên là thằng phải tìm đường trốn thoát ra khỏi bụng của ông già Loen thôi các bạn. Ui. Trời ơi, cái bạn nữ kia thảo nào thằng đang định hỏi tại sao bạn ấy chạy qua đấy. Là bởi vì thằng lại chạy lên cái xương sống nè. Thằng lại chạy qua cái xương sườn này thì thằng mới không bị rơi. Lúc đấy thằng chạy vào cái xương sống này thằng rơi tỏ phát xuống luôn. Ông ở cái chỗ này, lúc này là chỗ nào mà nghĩ nó có xương sống ta? Người của ông già áo Loen thiết kế kiểu gì ấy? Ok, đã qua rồi, bây giờ thằng sẽ đi. Ui, đi tới cái lỗ đít của ông già Loen. Trời ơi, sao người của ông già Loen ngắn tuôn ra một đi. Mới vào trong bụng một lát thôi mà đã tới cái lỗ đít rồi á. Không biết cấu tạo của ông già Loen thiết kế kiểu gì mà. Ôi. Trời ơi, cái lỗ đít của ông già Loen qua cực kỳ là dễ luôn. Còn cái mấy cái thanh này qua nó còn dễ nữa này. Rồi, ok. Nhưng mà thằng vẫn chưa thấy cái cây thông đâu cả. Mà đi dài rằng rãng từ lấy đến giờ chưa thêm cái cây thông nào cả. Hình như cây thông nó ở chặng cuối sao ấy. Tưởng ông già Loen thế nào cơ. Hóa ra đấy chỉ là cái thử thách thôi. Thằng
ai bị thiệt mạng ở đây rồi, bực mình thật sự luôn. Nói chung là cái qua là cái thử thách của ông già Loen rồi nên là bây giờ thằng chả sợ gì nữa. Bây giờ thằng chỉ thực hiện tiếp cái con đường đấy tới cái cây thông Loen đấy thôi. Cây thông cao nhất trong cái thế giới Roblox. Wow, thằng đi vào cái ngôi nhà tuyết này. Không biết trong ngôi nhà tuyết này. Ui, không phải là đi vào trong cái ngôi nhà tuyết đâu mà đi tới cái cây thông cao nhất nè. Bạn thấy chưa? Cái công này, cái cây thông này phải cao phải 100 cây số luôn, 100m, 1000m luôn ấy. Rồi, bây giờ có cái chị này hướng dẫn trèo lên đây nè. Tưởng gì trèo lên thì dễ ợt luôn. Wow. Trời ơi, thắng còn chui được cả vào thân của cây thông nữa chứ. Nhảy lên. Bây giờ thằng sẽ đi qua cái chỗ đèn led đây nè. Rồi, đó. Trời ơi. Mấy cái tán đá kia nó không giữ được thắng nào, nó trôi một toạc một phát là ra ngoài luôn. Rồi, bây giờ cố gắng nhảy lại. Ok, sau vài chục phát rơi xuống thì cuối cùng thằng cũng leo tới gần tới đỉnh rồi. Ôi trời ơi, mặc cái gì đấy? Gần tới đỉnh tới nha chứ thằng chưa tới đỉnh đâu các bạn ơi. Yo, bây giờ trèo lên cái cầu thang này chắc là kiểu gì cũng tới đỉnh luôn. Ủa, khéo nha. Bởi vì là cái cây thông này nó không giữ thắng đâu mà nó có thể đi xuyên qua được luôn. Yes, đã bám được vào cái cầu thang này rồi. Bây giờ thằng sẽ trèo lên tới đỉnh luôn các bạn ơi. Yeah các bạn ơi. Yo, vẫn chưa hết nha. Hình như là bây giờ thằng đang ở trên, wow, đúng rồi, thằng ở trên một cái ngọn núi mà cao bằng cái cây thông đấy luôn. Vẫn còn đường nha các bạn ơi. Ui, chắc đây là cái ngọn núi cao nhất ở đây rồi các bạn ạ. Ok, tiếp tục. Thằng cứ tưởng là cái cây thông này cao nhất, cơ hóa ra là còn cái ngọn núi này cao nhất, cái ngọn núi băng cao nhất luôn. Nhảy lên. Trời ơi, bây giờ thằng đang ở cái độ cao mà phải gọi là cực kỳ là cao luôn nên thằng rất là sợ luôn. Yes. Yeah. Trời ơi, tại băng nó trơn quá nên là trượt chân ngã xuống luôn. Quá là chán luôn, không sao. Bây giờ thằng xin nhảy một lần duy nhất thôi. Các bạn xem nha, thằng chỉ làm một lần duy nhất thôi, không làm nhiều. Yes, nhảy tiếp lên. Ok, chạm lên lưu mặt. Ủa, lại qua mấy cái ô này, mấy cái ô vuông này nhiều thế nhở. Ngoài nên còn vài ô nữa tới rồi nha. Thắng nhìn thấy, wow, chỗ này còn cao hơn cả cây thông luôn. Yeah, cuối cùng là tới vạch đích trên này các bạn nè. Thắng đã tới vạch đích rồi và bây giờ không còn một cái thử thách nào nữa. Chinh phục cái ngọn nha, chinh phục cái ngọn cây thông cao nhất trong thế giới Roblox này. Còn bây giờ thì tới cái ngọn núi cao nhất trong Roblox. Nói chung là cái mùa Giáng sinh ngày hôm nay thắng thực hiện thử thách quá là ok luôn. Và thắng sẽ kết thúc cái video đấy nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.